ra là hiện tại là thấy alo. Ủa alo, máy đi bu ơi, tắt máy đi bu. Em ca hả? Tắt máy đi bu. Tắt máy đi em nè. Tắt máy đi. Alo. Ủa chị ơi, chị đang làm gì vậy? Kéo ngoài đường. Ê tự nhiên em nhớ giọng hát của chị quá à. Hả? Em nhớ giọng hát của chị quá à. Ê chị hát cho em nghe bài được không? Năng Lĩ á. Ê cái bài gì mà cái gì à? Hay là đôi ta hẹn. Ê chị hát cho em nghe bài được không? Năng Lĩ á. Ê cái bài gì mà cái gì à? Hay là đôi ta hẹn. Bu ơi, Bu giờ này khỏe không? Xin lỗi, nặng lắc, nặng lắc. Bu, bu, cái bài mà đôi ta hẹn ước từ hư vô á, Bu. Hay là đôi ta bu. Hẹn ước từ hư bu vô. Bu ơi, hát cho em nghe đi. Bu, Bu ăn gì chưa? Chị Bu. Cái gì mà ồn vậy, cái gì mà đó ồn vậy, cái chỗ em gì vậy? Em đi trước nè, em mới hỏi chị nè, chị. Anh BB nè, em ăn gì chưa? Ăn cái gì? Đang đang mua đồ ăn. Sao im lặng? Nó nghĩ chơi chị rồi chị ơi. Nó hiểu cái chuyện chị kìa, mạng đâu có lát đâu. Đang tỏ thái độ. Đang tỏ thái độ kiểu. Tắt máy đi Bu. Tắt đi chị. Là sao? Là sao cuộc điện thoại gì vô nghĩa vậy? Ừ, không phải, nãy giờ em khóc không? Em không, em nói nè. Chị ơi, giờ chị hát cho em nghe bài, em năn nỉ chị một bài thôi cũng được. Cái gì? Hát cho em nghe một bài. Chị đứng giữa đường, người ta nhìn vậy là sao? Vậy thôi, giờ kể một câu chuyện gì đó thú vị đi. Ủa, chuyện gì thú vị để kể nghe chứ, chuyện thú vị kể hết rồi. Đúng rồi. Nha, chị đọc cho em 5 lần cái câu mà buổi trưa em bữa chua đi. Buổi trưa. Hai, một, đèn xanh. Nhảy luôn. Vàng, cam đây, tím. Khó quá, trường đi. Khó nha, BB coi trường nha. Sao thế? Chớ rồi. Chơi đúng rồi. Bây giờ sao giờ ta? Xin vô lên đây, xin vô lên đây nè. Chớ rồi. Sao giờ ta? Hít con gái nhảy lên. Đúng, hey, rồi. Đúng rồi. Rồi đứng ở đó luôn. Cố lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không công như chị. Ba, hai, một, đèn đỏ. Chết rồi, vậy mà đứng đây luôn. Trời đi. Trời ơi, dáng BB khó nha. Dáng BB rất trời là căng luôn. Nó hay quá ha. Ủa hay. BB ơi, anh sắp chạm mà BB ơi, cẩn thận, nớ vô thùng, nớ vô thùng. Ba, ba, cố lên. Một, đèn xanh. Hết thùng. Đúng rồi. Giỏi quá. Giỏi quá. Mai Phương hay quá, Mai Phương ơi. Xanh mặt kìa. Cái gì? Hai, một, ngưng. Đèn đỏ. Đúng rồi. Hay quá. Ủa mà khoan. Hay quá, thắng mình luôn á. Ai quên. Đúng mà. Đi đi. Bé nhớ quên mẹ. Bé nhớ quên mẹ. Quá quậy không kìa. Rồi. Mấy không nhỏ quá. Ba, hai, một, đèn xanh. Mai Phương như con nhện vậy á con. Ba, hai, một, đèn đỏ. Ê, cái tay Khánh. Cái tay Khánh bị dính một lớp ở màu xanh hay gì kìa. Em nhích cái tay qua kìa, chết rồi. Khánh ơi. Ê. Khánh ơi. Ê, chết rồi Khánh ơi, em bị lộn rồi. Em kéo luôn. Nhích cái tay qua kìa. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi.
phải là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Ừ, cho anh một cơ hội đi. Em chạy đi đó. Baby, đi ra đi. Giữ cho lại. Ừ, chết rồi bây giờ. Người yêu, em còn trẻ, em còn tương lai. Mọi người còn thanh xuân mà. Vì hiện tại số người trong phòng đã bị dư, thế nên các bạn chỉ có 10 giây để đủ một thành viên ra khỏi phòng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Robot Master tiến vào phòng. Phải trả giá thôi. Robot Master tiến vào phòng. Trả thêm thôi. Trả thêm. Trả thêm. Và như vậy, ở lượt vừa rồi, Diêu Lê và Trương Phạm mỗi người đã mất đi một team. Và ngay bây giờ, Holoquin muốn được thay đổi luật chơi. Holoquin muốn 6 người cùng một lúc sẽ thực hiện thử thách di chuyển trên thảm màu. Ba, hai, một, đèn xanh. Ui. 3, 2, 1, đèn đỏ. Đừng thở, đừng cười. 3, 2, 1, đèn xanh. Ủa sao tôi đi gì kỳ vậy? Chết rồi, chết anh rồi. Không sao đâu, còn tụi em. 3, 2, 1, đèn đỏ. Ba, hai, một, đèn xanh. Đi sao nè? Đi sao nè? Ba, hai, một, đèn đỏ. Ba, hai, một, đèn đỏ. 2, 1, đèn đỏ. Sai rồi. Chạy, chạy đi. Chạy, chạy đi. Chạy đi. Không, nó vô, không vô. Có người rồi. Anh, em không, mất không. Anh, em mất mạng rồi. Anh. Em mất một mạng rồi. Đúng rồi, đừng cho nó vô. Mọi người ơi, đừng cho nó vô. Em không thể. Đừng mà. Nhìn chiếc. Hết rồi. Thôi mà đấu này, baby mạnh lắm. 5 phút, bạn chỉ có 10 giây để thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn Robot Master. Nữa. Tự nhiên ngồi dậy như vậy. 5 phút, ừ. Bạn đã bị mất một tim. Được rồi. Lắm. 3, 2, 1, đèn xanh. Hey. Nói 3, 2, 1, đèn đỏ. 3, 2, 1, đèn xanh. Ủa anh không có đường đi, mọi người đã chết tôi rồi. Tiếng vàng xanh. Vàng, tiếng cam. Trời ơi, không có xanh. 3, 2, 1, đèn đỏ. Xác nhận Mai Phương và Trương Phạm đã về đích thành công. 3, 2, 1, đèn xanh.
Xác nhận Kim Lê hoàn thành thử thách đèn xanh. Đúng rồi, tay tiếng đúng rồi, tiếng kem nè. Tay một tiếng. Một cảm sau lưng em trời Khánh. Yeah. Trời ơi. BB Trần đã về đích thành rồi. Công. Thành công rồi Khánh ơi. Được ha. Bên này đi. Hai tay tím cam ở trên này Khánh, nhảy lên Khánh. Xác nhận Ngọc Phước đã vượt qua thảm màu. Lên một tiếng thôi, lên một tiếng chưa? Cái tay lên tiếng, đúng rồi, tay lên tiếng. Rồi, chơi luôn đi. Lên vàng, lên luôn. Vàng, 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 vàng của nó rồi, vàng. Nhảy qua luôn. Rồi, nhảy qua luôn. Rồi, rồi, ơn trời, cuối cùng thì Duy Khánh cũng đã vượt lên chính mình và về đến đích. Yeah. Giống như là vượt lên chính mình. Trời ơi, em bị mù màu, em bị rối màu quá luôn á. Ta phải đi giành giật đúng không? Lỡ mà xui. Anh đã lấy luôn rồi. Anh trốn, anh nằm đi, đem canh cho, nằm đi, đem canh cho. Anh trốn, anh nằm đi, đem canh cho, anh nằm đi, đem canh cho. Đây, ở đây, ở đây. Ai? Bibi ở đây, Bibi nằm ở đây. Nhanh lên Bibi nha, ôi Bibi nha. Nhanh lên Bibi nha, ôi Bibi nha. Đừng nhặt niềm tin quá nhiều vào tất cả mọi người luôn, đặc biệt là Khánh. Nhanh lên Chạy đi! BB Trần mất một tim và bị loại khỏi đấu trường X. Anh BB Trần mất một tim và bị loại khỏi đấu trường X. Hồi nãy em kêu anh chạy sao anh không chạy? Tôi sẽ nhớ mối thù này. Không có. Ba, hai, một, bắt tương đầu. Tương tàn. Tiêu diệt Duy Khánh. Tiêu diệt Duy Khánh đi. Mai Phương đi nè. Duy Khánh đang nhỡn nhơ. Trời ơi, coi kìa, thấy chưa? Quá trời, trời ơi, đá luôn cái thợ săn luôn rồi, trời ơi, rồi. Điêu ơi! Đeo vô cổ. Coi kìa. Trời ơi, tấn phun vô. Trời ơi, còn đó là hoa hậu nữa. Chữ X đã được đeo lên người của Duy Khánh. Thợ săn truy sát nhận lệnh đuổi theo. Wow, Duy Khánh. Hay quá vậy. Đúng rồi, chạy đi Phương. Trời ơi, chạy đi Phương. Thấy rồi, bự gấp dữ lận. Bự gì hả? Đã quá. Đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Cucumi đại, 1.5 gói. Cucumi đại, 1.5 gói mới. To gấp rưỡi so với mì 75g. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay, chanh ớt. Ăn 1 gói thì thiếu, 2 gói thì dư. Chỉ có Cucumi đại, 1.5 gói, 113g mới là quá đã. Cucumi đại, 1.5 gói. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Cucumi.